Chào các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Điểm tin bóng đá Các bạn thân mến, sa bàn chiến thuật của huấn luyện viên cho thấy là tuyển Ả đã nghiên cứu rất kỹ và có nhiều hiểu biết về Việt Nam trước thèm vòng loại World Cup Mới đây thì trang chủ Liên đoàn bóng đá Ả đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại buổi họp chiến thuật của tuyển nước này Chi tiết đáng chú ý là phía sau huấn luyện viên Rena sa bàn chiến thuật cho trận Ả tiếp đón Việt Nam ngày 2 tháng 9 tới đã thể hiện khá rõ nét. Qua đó ta có thể thấy nhiều điều về quá trình chuẩn bị của đối thủ này. Thứ nhất là ông Reina dường như đã tìm hiểu rất kỹ về tuyển Việt Nam thông qua sa bàn. Người ở Đập Sút đã biết tuyển Việt Nam thường xuyên chơi với sơ đồ 343 hoặc biến thể của nó là 523. Sơ đồ 523 cũng là sơ đồ đang được sắp xếp sau lưng huấn luyện viên Reina. Đối thủ Tây Á này không chỉ nắm được sơ đồ cơ bản mà còn hiểu rõ cách vận hành chiến thuật của huấn luyện Park Seo trước các đối thủ mạnh. Thứ hai là qua cách sắp xếp sơ đồ 523 cho tuyển Việt Nam ông Rena, có lẽ xác định tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trên đất khách, kéo lùi đội hình sâu, nhưng quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Trong sơ đồ trên thì không một vị trí nào của tuyển Việt Nam được xếp quá cao nửa sân. Ngược lại ở đập rút chỉ giữ 3 trung vệ ở nhà, phần còn lại của đội hình sẽ dâng cao thậm chí gây áp lực thẳng vào các trung vệ của tuyển Việt Nam. Thứ ba là sơ đồ sau lưng ông Rena cho thấy ở Lapshut khả năng cao sẽ tập trung tấn công ở biên trái ứng với bên phải của hàng thủ Việt Nam. Các vị trí Đỗ Duy mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Duy mạnh cũng là cầu thủ hiện ra trong đoạn video trên máy chiếu bên tay phải. Quan sát kỹ hơn người xem có thể nhận ra các vị trí trong sơ đồ có đôi chút thay đổi trong suốt buổi họp chiến thuật của ông Rena. Đội hình tuyển Ả Rập trong video cũng chỉ ra có 10 người chứ chưa phải là 11. Điều đó chứng tỏ là Ả Rập đang chỉ tìm hiểu và phân tích đối thủ. Họ đã có những hình dung cơ bản về lối chơi của tuyển Việt Nam. Việc đoạn video này bị lộ cũng cho thấy là đội tuyển nước này dường như đang rất tự tin. Thông thường thì các chi tiết về chiến thuật luôn được giấu kín. Huấn luyện viên Hang luôn rất giận dữ một khi sa bàn chiến thuật tương tự của ông bị lộ ra ngoài hồi đầu năm 2020. Chia sẻ với các học trò trong buổi họp này, ông Reina cho biết Tôi sẽ có bài thuyết trình sơ bộ phân tích về tuyển Việt Nam. Với một tập thể như đội tuyển này, có hai điều quan trọng mà các bạn phải nhớ để khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Tôi sẽ phân tích kỹ hơn về tuyển Việt Nam ở buổi họp ngày thi đấu. Chúng ta ở đây, World Cup 2022 sẽ phải là điểm đến tiếp theo. Tiền vệ Quang Hải khẳng định là tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận gặp Ả Rập Xút ngày 2 tháng 9. Và cá nhân anh cũng khẳng định là toàn đội đang rất tự tin và sẽ cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập tối ngày 30 tháng 8 tại Riyadh, Ả Rập Xút thì Quang Hải cho biết, thực ra đối với Quang Hải, mỗi khi được giao nhiệm vụ dù bất cứ thi đấu ở vị trí nào thì Hải cũng sẽ cố gắng làm sao hoàn thành thật tốt và có thể thích ứng nhanh nhất với mọi vị trí. Toàn đội cũng như ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu gặp ở Đẹp Suốt. Chắc chắn khi gặp đối thủ rất mạnh như thế này thì toàn đội sẽ phải thể hiện được sự tự tin cũng như mọi sự chuẩn bị tốt trong thời gian qua. Hải tin rằng là tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sắp tới với những gì đã tập luyện và chuẩn bị theo một cách tốt nhất. Cá nhân Hải cũng như toàn thể anh em trong đội phải cố gắng thi đấu thật tốt, tự tin để có thể đạt kết quả tốt nhất trong những trận đấu này. Cá nhân Hải luôn mong muốn là bản thân khi bước vào mỗi trận đấu thì sẽ phải đạt 100% phong độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không cần nói gì, mọi người cũng biết tinh thần của toàn đội luôn luôn ở trạng thái tốt nhất trong mỗi trận đấu, đặc biệt khi bước vào vòng loại cuối cùng, thì cá nhân Hải cũng như toàn đội phải tự tin nhất và có được sự thể hiện tốt nhất. Các tân binh như Tiến Anh, Tuấn Hải đã thể hiện rất tốt và còn để được đánh giá, mọi người hãy chờ những trận đấu diễn ra. Với những tình huống cố định không chỉ riêng Hải mà rất nhiều cầu thủ ở biên trái, biên phải đều có sự chuẩn bị cho các tình huống đó. Khi mà bước vào trận đấu, đội tuyển có được những tình huống đó thì Hải cũng như đồng đội sẽ phải chắt chiêu và tận dụng cơ hội tốt. Về đội chủ nhà ở Đập Suốt thì Quang Hải nhận định, thi đấu trên sân khách là bất lợi lớn của tuyển Việt Nam nhưng với sự tự tin và đoàn kết của toàn đội thì đó sẽ là điểm mạnh của chúng ta. Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp ở Đập Suốt với sự chuẩn bị tốt nhất tinh thần thi đấu tự tin cao độ. Hy vọng là các cổ động viên, những người hâm mộ luôn ở bên và cổ vũ cho toàn đội. Chưa bao giờ trong tay huấn luyện viên Park Sơ tuyển Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Ả Rập Xút Và quan trọng nhất là các học trò của huấn luyện Park có lẽ là đang yếu hơn lúc nào hết. Trong mắt các nhà cái thì tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Sơ không thể có cửa trước đội chủ nhà Ả Rập Xút. Những con số lạnh lùng thể hiện rõ nhất điều đó. Trong khi tỷ lệ ăn tiền đặt cược vào ở đập suốt, chiến thắng là cực nhỏ một ăn 1 ăn 1,12 thì nếu tuyển Việt Nam chiến thắng tỷ lệ này là 1 ăn 14. Liệu tuyển Việt Nam sẽ thất bại với tỷ số bao nhiêu? Đây mới là câu hỏi đáng hỏi nhất vào lúc này. Dựa trên tỷ lệ được đưa ra thì các nhà cái câu trả lời là cách Việt hai bàn. Liệu các nhà cái châu Á có quá chủ quan khi đánh giá thấp thầy trò huấn luyện Park Seo hoặc là đánh giá quá cao đội chủ nhà hoặc bị ám ảnh bởi 3 bàn thắng mà UAE đã ghi vào lưới tuyển Việt Nam chỉ trong vòng có 50 phút ở trận đấu cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua. Ả Rập chỉ được đánh giá là ứng viên thứ 3 ở bảng B sau Nhật Bản và Úc. Song xét về mặt đẳng cấp thì đại diện Tây Á này là vượt trội thầy trò huấn luyện Park Seo ở một tầm và quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đang yếu nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Hàng thủ cực kỳ vững chắc, giàu sức chiến đấu vốn là cái gốc đem lại những thành công vượt bậc cho bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện Park Sơ bây giờ đã tan nát. Năm trận đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới duy nhất có một bàn. Ba trận cuối họ lại thủng lưới bốn bàn. Không có đình trọng, không có buổi tiên dũng văn hậu, hàng thủ của tuyển Việt Nam từng khiến cho không ít đội bóng lớn ở châu Á phải nản lòng, bây giờ đã không còn. Bên cạnh đó thì Trọng Hoàng cũng đang có dấu hiệu mệt mỏi nhưng quan trọng nhất là vị trí thủ thành, khi huấn luyện viên Seo không thể yên tâm nổi với cả Văn Lâm và Tân Trường. Tân Trường đã chơi không tệ ở trên đất UAE, song điểm yếu lớn nhất của thủ thành này là khả năng bắt sút xa. Khi anh có thói quen bắt bài cú sút của đối phương, với những đối thủ mạnh như Đập duffa hay Úc, anh sẽ là điểm yếu chí mạng. Còn Văn Lâm dù luôn là lựa chọn số 1 của huấn luyện Park thì với quãng thời gian dài không được ra sân thi đấu thì đây sẽ là canh bạc mang rất nhiều rủi ro cho nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng như các đồng đội. Hơn thế nữa thì thời gian hòa nhập với đội là cực ít khiến cho thủ thành tuyển Việt Nam khó tìm được tiếng nói chung với hàng thủ đã thay đổi khá nhiều của đội tuyển. Trên hàng công, Tiến Linh đang cực kỳ đơn độc khi những đồng đội chơi xung quanh anh đều khá mở nhạt trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hơn thế nữa thì trước các đội thủ mạnh Xu hướng đá trung phong của Tiến Linh sẽ khiến cho trận số này cực kỳ đối bóng. Trận đấu với UAE, người hâm mộ nước nhà được fan ngao ngán với cặp tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Hàng Đức. Nhưng nói cho cùng, huấn luyện viên Park sơ bây giờ có thể chọn ai khi Hùng Dũng chấn thương dài hạn, Minh Vương phải ở nhà, còn Tuấn Anh thì cực kỳ phập phù với tiểu sử chấn thương dài hạn. Người duy nhất mà huấn luyện viên Park có thể đặt niềm tin vào lúc này đó chính là Quang Hải. Nhưng trước những đối thủ tầm cỡ châu Á, Quang Hải quá lẻ loi để có thể làm nên chuyện. Tinh thần là thứ duy nhất may ra tuyển Việt Nam của huấn luyện Park Seo có thể so đọ với Ả Út. May ra là bởi chưa chắc các học trò của huấn viên Park đã có được tinh thần chiến binh khi những chiến binh máu lửa nhất như Đình Trọng, Hồng Dũng, Tuấn Anh hay Công Phượng đều vắng mặt. Thiếu họ thì cách biệt đẳng cấp càng bị khoét sâu không chỉ ở khía cạnh về chuyên môn. Thua ở đẹp là chuyện bình thường, nhưng điều đáng sợ nhất là một trận thua tan tác bởi nó sẽ lấy đi của thầy trò huấn luyện viên Park Seo rất nhiều thứ, không chỉ ở khía cạnh về chuyên môn mà còn ở tâm lý của người hâm mộ. Thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp đang cầm quân của huấn luyện viên Park Seo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành cảm ơn quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo